Bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy sẵn sàng chăm sóc nuôi dạy bé La Vi. Sau khi cố diễn viên Mai Phương qua đời cách đây 3 năm, công chúng dành nhiều sự quan tâm chú ý tới bé La Vi, con gái của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy. Mới đây, Phùng Ngọc Huy trở về Việt Nam đoàn tụ cùng bé La Vi sau 8 năm xa cách. Hai cha con gặp lại sau một thời gian dài khiến nhiều người không khỏi xúc động. Thời gian qua, Phùng Ngọc Huy sinh sống và làm việc tại Mỹ, trong khi cô bé La Vi được bảo mẫu chăm sóc tại Việt Nam. Nam ca sĩ chia sẻ, anh đã phải nỗ lực chăm chỉ hết sức để đem lại cuộc sống tốt đẹp cho con gái. Được biết, Phùng Ngọc Huy đang trong quá trình thực hiện giấy tờ. Anh không giấu khỏi sự lo lắng vì con gái đang trong độ tuổi phát triển, không biết nên chăm sóc ra sao. Chắc chắn thời gian đầu tôi và con gái chưa hiểu nhau lắm. Dù vậy, tôi tin rằng khi sống chung cha con sẽ hiểu nhau. Mới đây, chia sẻ của Đan Kim, bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy về bé La Vi bất ngờ hot trở lại. Cô từng nói, với cá nhân tôi thực lòng dành tình cảm cho La Vi dù chưa một lần được tiếp xúc với bé. Đứa trẻ dễ thương và ngây thơ tới mức hỏi, mẹ lên thiên đường bao giờ về? Mẹ lên thiên đường bao giờ về thì ai có thể bỏ mặc được. Khi anh Huy đón con sang Mỹ, tôi sẵn sàng đồng hành cùng anh trong việc chăm sóc và nuôi dạy bé. Dù ở bất cứ cương vị nào, bạn bè, bạn gái hay vợ của anh Huy, tôi đều có thể làm tốt điều đó. Thời gian trước khi Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy từng có tin đồn hẹn hò với Đan Kim tại Mỹ. Cả hai có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên gặp gỡ và xuất hiện cùng nhau trong nhiều dịp đặc biệt. Dù vậy, Phùng Ngọc Huy và Đan Kim chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò. Bé La Vi tên thật là Phùng Ngọc Thiên Như, năm nay 10 tuổi, sở hữu nhiều nét xinh xắn được nhận xét là giống với cố diễn viên Mai Phương. Sau khi Phùng Ngọc Huy chuẩn bị xong mọi thủ tục và giấy tờ, bé La Vi sẽ cùng bố sang Mỹ sinh sống.